Đi mô rửa, tập 3, thông dòng quanh Huế. Xin chào mọi người, lại là mình đây. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng dạo quanh Huế một vòng, ăn một vài món ăn ở các đoạn đường ở Huế. Đầu tiên, mình sẽ ăn sáng bằng một tô bún bò. Để nói về bún bò và một quán ngon ở Huế thì rất nhiều, không biết kể sao cho hết. Đây là một quán tình cờ mình đi thì bắt gặp. Quán nằm ở vỉa hè thôi, bán từ buổi sáng tầm 5-6 giờ cho đến 8-9 giờ. Mình không có chủ đích khi đến một nơi, tình cờ gặp thì mình ghé vô thôi. Đang chạy xe thì thấy mì ngồi thì tấp vô ăn. Dù là một quán vỉa hè nhưng mì nói mì đã bán ở đây rất lâu năm rồi. Và mình cũng khá bất ngờ khi ăn và nếm thử hương vị. Rất ngon mọi người ạ, ngoài sự mong đợi luôn. Có hương vị vô cùng đặc trưng của một tô bún bò Huế. Và ngoài những hàng bún bò nổi tiếng ở Huế thì mình nghĩ đây cũng là một địa điểm mình cần giới thiệu để cho mọi người biết, cũng có thể để trải nghiệm hoặc kẻ ăn thử để xem lời mình nói có đúng không. Đoàn ni mì bạn chỉ còn 3 tô thôi để dọn dẹp mà về, cho nên hơi thiếu rau sống, nhưng thực ra hương vị và thịt chả đều rất đầy đủ. Sau khi đã no nê bụng với một tô bún bò thì mình ghé ngang qua tiệm cà phê đối diện. Được biết đây là tiệm cà phê lâu năm ở Huế có tên là Ông Sửu. Điều đặc biệt của quán cà phê này đó là nó nằm ngay vườn hoa công viên đường Phan Đăng Lưu, Huế. Và mình cũng khá bất ngờ, đây là lần đầu tiên mình được ngồi cà phê buổi sáng ở đây. Rất nhiều người ngồi ở đây trò chuyện, làm việc, thưởng thức ly cà phê. Và giá cho mỗi ly cà phê dao động từ 15 đến 20 nghìn. Tính ra đi du lịch Huế giá cả cũng mềm mọi người hì. Với một người rất ít khi dậy sớm thì đây là một trải nghiệm rất thú vị đối với mình. Buổi sáng với một ly cà phê, một tô bún bò, ngồi nhìn phố phường rộn ràng tiếng xe cộ. Mình nghĩ thói quen này nên được duy trì dài hạn. Sau khi đã ăn uống no nê thì mình sẽ dẫn mọi người đến chợ Đông Ba, một khu chợ sầm uất và nổi tiếng đặc trưng của xứ Huế, để cùng mua các loại mắm. Đây là tiệm mắm Cô Ri, cũng là một thương hiệu nổi tiếng về các loại mắm đặc trưng của xứ Huế như mắm ruột, mắm cà ro, mắm nêm, mắm tôm chua. Tại đây chuyên bán sỉ và lẻ, các bạn có thể mua về bán kinh doanh hoặc làm quà, hoặc có thể mua về ăn với số lượng nhiều hoặc ít. Khi nhắc đến Huế thì không thể bỏ qua các loại mắm như thế này. Có thể nói các loại mắm cũng là một nét đặc trưng của xứ Huế mộng mơ. Hiện nay rất nhiều khách hàng, người thân, bạn bè ở nước ngoài cũng mua các loại mắm này và đóng sang để ăn dần. Vì mắm Huế đặc trưng để được thời gian cũng khá là dài mọi người ạ. Nếu mọi người mua đóng sang nước ngoài hay đi đâu xa các tỉnh thì hãy nói với chủ quán để họ lựa hàng mới nha mọi người. Một địa điểm tiếp theo mà mình nghĩ khi đến Huế bạn đừng nên bỏ qua. Đây là một tiệm cà phê, nó đặc biệt bởi vì đây là nơi mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
một nhạc sĩ tài hoa của Việt Nam đã từng sinh sống. Nằm trong một khu chung cư đã cũ ở Huế, tuy nhiên nó lại tạo nên một nét rất riêng và đặc biệt. Trâm, và đặc biệt là những ai sống hướng nội, thì có lẽ đây là một nơi yên tĩnh rất chiêu mà mọi người nên đến và trải nghiệm. Đến với không gian của Gác Trinh, bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều tranh, kỷ vật, vật dụng, kỷ niệm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được trưng bày ở đây. Khi đến với Gác Trinh, bạn sẽ được thưởng thức lại toàn bộ những ca khúc, những tác phẩm tuyệt vời của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Có lẽ đối với những người trẻ thì những ca khúc của ông khó để chiêm nghiệm hay hiểu hết được từng lớp ý nghĩa mà ông muốn truyền tải trong từng tác phẩm của mình. Tuy nhiên, đâu đó trong từng bài hát vẫn tạo cho con người ta cảm giác yên bình và dễ chịu. Đừng quên thưởng thức ly cà phê muối, một loại cà phê đặc trưng của xứ Huế nhé. Khung cảnh và thời tiết ở Huế luôn tạo cho con người ta một cảm giác yên bình rất lạ mà đôi khi không nói ra thành lời được. Bây giờ thì mời mọi người cùng đi ăn tối với món bánh canh hải sản nằm ở địa chỉ 38 Trần Cao Vân, thành phố Huế. Khi đến Huế nói về ẩm thực, bạn có rất nhiều sự lựa chọn. Thành thực mà nói, cũng phải công nhận đồ ăn Huế rất ngon và rẻ nữa mọi người ạ. Mỗi địa điểm và mỗi quán ăn sẽ có những đánh giá và cảm nhận riêng của từng cá nhân. Có thể ngon đối với mình, nhưng với người khác thì chưa ngon. Cho nên, mỗi địa chỉ mình giới thiệu sẽ là đánh giá theo cảm nhận của cá nhân mình. Mình chỉ chia sẻ và muốn mọi người có nhiều hơn sự lựa chọn khi đến Huế. Thế là hôm nay đã loanh quanh Huế trong một ngày, cũng mệt rồi, cũng no rồi, về nghỉ ngơi. Hy vọng mọi người sẽ yêu thích và theo dõi, đăng ký kênh để xem các tập tiếp theo nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp mọi người ở các tập tiếp theo. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ các video tiếp theo nha.